Và đây là chợ đêm thị trấn biên giới Me Sai, giáp giữa Thái Lan và Miến Điện các bạn. Ở đây chúng ta ăn một cái tô hoành thánh xá xíu. Mình dùng cái muỗng em múc lên của mình. Tô này có giá 55 bạc các bạn. Đó. Nhớ Sài Gòn không? Nhớ chợ lớn không? Có nấm mèo được không? Ok, yeah. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 19 tháng 9 2022 ha. Thị trấn biên giới Me Sai giữa Thái Lan và Miến Điện. Rồi chúng ta đi một vòng nha, xem thị trấn biên giới này buổi tối có gì ăn. Rồi xì xịp cao 149, không biết có gì không. Lẩu sa bu hả? Rồi chúng ta đi một vòng nha. Hướng bên phía tay phải mình chính là đi về cửa khẩu các bạn. Đi khoảng độ vài cây số là tới ha. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy xe một bên con đường bên đây các bạn ha. Sau đó thì mình sẽ quẹo phải và mình sẽ đi bộ nha. Mình thấy là bên phía tay phải nó sẽ đông hơn bên phía tay trái này. Chúng ta cùng lướt qua xem đường phố, xem các quầy hàng bán ăn như thế nào. Tình hình hiện tại các bạn thấy nè, khá nhiều quầy hàng ha, tuy nhiên là cái số lượng người mua thì rất là ít. Trong khi đó hiện tại mới khoảng hơn 7 giờ rưỡi thôi. Và chúng ta sẽ chạy đến cái khu vực cửa khẩu luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ quay đầu lại nha. Nhìn sơ sơ ở đây á, thì có đủ các món cơm, hủ tiếu, rồi các món nướng, kể cả bán trái cây, bán bưởi, bán dừa, rồi bán đồ nướng cũng rất là nhiều các bạn thấy nè. Nói chung là con đường này là con đường sáng đèn nhất ở trong thị trấn đó. Kể cả bán sushi. Khúc này thì chúng ta thấy có được một số khách ha. Do mình quay bằng đang chạy xe đó, cho nên là các bạn sẽ thấy không rõ lắm. Một lát nữa sẽ đi bộ thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Rồi ở đây chúng ta cũng thấy bán quần áo nè. Và giá đây là khoảng độ 100 bạc các bạn. Cũng là quần áo luôn ha. Chúng ta đi thêm chút xíu nữa, các bạn sẽ thấy đằng xa chính là cái cửa khẩu đó. Cửa khẩu biên giới Thái Lan và Miến Điện. Thị trấn biên giới im điềm các bạn ha. Buổi trưa cũng vắng. Ở bên phía tay trái chúng ta sẽ thấy một ngôi miếu người Hoa ha. Và ở đây thì mình đã từng gặp một số bạn là nói được tiếng Hoa các bạn. Nói được khá luôn á. Có lẽ là từ tỉnh Vân Nam qua thì sự giao thương nó cũng khá là nhiều. Và nếu các bạn để ý là các khách sạn đây, rất nhiều khách sạn họ để tiếng Hoa nữa. Rồi chúng ta phía trước mặt chính là cái cửa khẩu các bạn ha. Sáng ngày mai mình nghĩ là mình sẽ trở lại khu này để xem cái sự giao thương buôn bán ở ngay tại cửa khẩu vào buổi sáng như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Và sau khi quẹo phải thì mình sẽ đi bộ nha, đi quay cái hàng quán cho các bạn xem. Bên phía tay phải này mình thấy là nhiều hàng quán hơn và cũng đông vui hơn chút xíu. Rồi chúng ta chạy tới cái khoảng phía trước ha, mình sẽ dừng xe lại. Ở đây các bạn thấy là có một cái 7-Eleven. Và ngay cái đầu bên gần khách sạn của mình có thêm một cái 7-Eleven nữa. Có thể thấy là 7-Eleven nó có mặt ở khắp mọi nơi. Rồi chúng ta sẽ dừng ở đây nha, rồi sau đó chúng ta sẽ đi bộ. Rồi như các bạn thấy ha, mình chạy một vòng, bên phía tay phải có một số hàng quán, bên phía tay trái đây cũng vậy, có bán quần áo. Bây giờ mình đi bộ một vòng cho các bạn xem nha. Chợ đêm thị trấn biên giới Me Sai, Miến Điện và Thái.
mình thấy là người buôn bán, tuy nhiên không có người ăn, rất ít. Hồi trưa này á, chúng ta thấy rất nhiều khách Tây, nhưng mà thực tế mà nói là họ đi tour các bạn, hầu như là họ đi từ tỉnh Chiang Rai hoặc là từ Chiang Mai, họ chỉ tham quan trong ngày chút xíu thôi, họ về. Đây một số dép không có để giá. Thấy họ cười. Đây chỗ này không biết bán cái gì, không biết có phải bán để xem coi. Hủ tiếu xào, hủ tiếu xào nè, tiếu xào không. Sawadikrab không biết bán cái gì. Thấy giá, thấy cải chua, thấy đậu. Món này không biết món Thái hay món Miến Điện. Sawadikrab, what is it? Curry. Dạ, yeah, cà thịt. Cà ri à? Ok. Ni, tâm dâm. Chiếu quản. À, cũng cà ri luôn. Thảo cuốn rớt, thảo cuốn, thảo cuốn rớt. Cà ri không các bạn, cà ri. Ăn bún cà ri, thảo cuốn rớt. Ăn bún cà ri, cái mùi rất là thơm các bạn nha. Đó. Đằng kia là một cổ miếu người Hoa các bạn nha. Thực tế á, thì hồi khoảng độ gần 6 giờ tối mình có đến đây, mình có ăn một cái phần cơm, đó chính là cái phần cơm đùi heo quay kho với trứng. Thì cái phần đó ngon các bạn, cái phần đó có giá 50 baht. Đây, ở đây qua đây, ở đây bán hủ tiếu. Hủ tiếu ở đây biết giá nhiều đây. Hủ tiếu này giống như hủ tiếu mình ăn rồi, chắc 50 baht. Nhìn cái tô cũng ngon ạ. 45 baht tới 55 baht các bạn. Sawadikrab. Đây, hủ tiếu giống Bangkok à. Khoai tiêu. Sawadikrab. Đây mình đứng mình xem xíu các bạn nha. Đó, hủ tiêu. Đây, cũng có nhiều người ăn. Đó. Có bò viên. Nước lèo thì có nước trong và nước đỏ. Nước đỏ là rất nhiều ớt. Ở Bangkok là mình không có chạy, nhưng mà qua tới Ayutthaya, Sukhothai, rồi tới Nan, Chiang Rai, qua tới đây đều phải chạy xe. Ở đây là bán cơm. Đây là cơm đùi heo quay như hôm qua chiều. Mình xin lỗi, hồi nãy 6 giờ tối mình không phải ăn ở đây, mình ăn chỗ khác. Cái món này ngon lắm các bạn. Đó. Và con ní thâu rầy à? Hả? Kín khao thâu rầy á? 50 baht. 55 baht mì khai bày nương. 55 baht hả? Hả. Thôi cùng cấp 55 baht các bạn, để mình chụp hình cái nha. Cô bán là 55 baht nha. Hồi chiều mình ăn 50 baht á, là một cái dĩa cơm cũng rất là lớn các bạn. Nhiều thịt, nửa quả trứng. Đó. Thì trứng biên giới thầy thôi. Mấy đứa bé. Rồi đây quần áo. Giá 100 baht các bạn. Đó. Để 100 nè. Và ở đây là trước cái siêu thị luôn, siêu thị Watson. Không biết quần jean giá nhiều. Đây Watson. Đây là con đường chính của thị xã thị trấn. Mình nghĩ có thể là cuối tuần sẽ đông hơn. Và hầu như người Thái đến đây cũng chỉ là một phần để check in về cái địa lý, cái vị trí của Tam Giác Vàng. Và có một số người Thái thì sẽ đi qua biên giới bên kia tới khu vực Lào để đánh bài. Tại sao lại đánh bài bên Lào mà không phải đánh bên Thái, là bởi vì bên Thái bị cấm các bạn. Rồi ở đây chúng ta thấy có dầu cho quẩy. Dầu cho quẩy và bánh tiêu. Đó, nhớ Việt Nam chưa? Anh ấy bây giờ kiểm tra tô tao mà có bạn
Thật luôn khớp. À, ở đây bán sữa đậu nành nè. Ủa sữa đậu nành bên. Ủa không? À, quần này thâu rầy ạ? Anh ấy phụ là 10 bạc. À, 10 bạc, 10 bạc hả? 2 2 2 bạc. Uống rồi. À, à, à. Đây các bạn, 10 bạc 1 ly, 10 bạc 1 ly nha. Trời ơi, thơm lắm luôn á. Phải kêu cổ ngưng là bởi vì cổ bỏ cái bịch, mình đứng đây mình uống luôn chứ không có lấy bịch. Uống cái bịch nữa. Ở đây có gì đây? À, cái gì chân chân thì hơn. Này có xương sáo. À, có xương sa. Này có bò bò, có hạt é. Xài mấy? Xài đi mấy. Thơm quá. Xài thơm mấy? Xài đi mấy. Mấy, anh đi xa. À, không? Không, không. Không, 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 no, 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 no. Học cuốn crap. Rồi đem chụp cái hình cái. Đây, chúng ta xem. À. Cái này là làm bánh tiêu. Chỉ là dầu cho quẩy. Cái này chắc dầu cho quẩy rồi. Đó, đứng một cái các bạn. Mình đang uống sữa đậu nành ha. Sữa đậu nành rất là thơm. Ồ, sắp lại 2 cái. Kéo nó dài ra, cho nó vô trong chảo dầu. Đây chính là dầu cho quẩy. Wow. Học phương crop. Hai vợ chồng vừa bán sữa đậu nành, vừa bán dùng cho quẩy. Hai món này hợp mà. Uống sữa đậu nành chấm vào cho quẩy cũng được á. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Mình chỉ uống sữa đậu nành thôi chứ không ăn dầu cho quẩy. Ở đây thấy có bán hào thì phải. À, có bán ghẹ nữa. Có ghẹ. Có cá hồi. Có cái con này giống như con mềm. Tôm, có bắp, có đu đủ. Mày thật giống như là gỏi đu đủ rồi các bạn. Gỏi đu đủ. Mình đi tiếp nha. Đây các loại rau. Có cà, cà chua, có cải dại. Rồi dưa leo, sả, cà rốt các bạn. Biết món này món gì? Không thấy cái hình. Qua bên đây chắc giống hủ tiếu xào rồi. Đây dạng hủ tiếu xào nữa. Có bán cả cơm. Sao quá ít khóc. Đây bán hủ tiếu rồi. À, hủ tiếu xào. Rồi là không có nhiều khách cũng cố gắng mua sinh các bạn ha. Cuộc sống này. À, mình đi tiếp nha. Khắp luôn crap. Cũng giống như mình mua sinh thôi. Thức dậy từ khoảng độ 5 giờ rưỡi sáng hôm nay các bạn. Lay quay rồi 6 giờ 15 gì đó là rồi có khách sạn chạy ra bến xe. Và làm việc luôn tới giờ này. Bây giờ là khoảng độ 8 giờ tối. Một ngày của mình có thể là kéo dài từ khoảng độ 8 giờ sáng. Nếu mà hơi trễ
có thể bắt đầu khoảng độ từ 6 giờ sáng nếu sớm, kéo dài tới khoảng độ 10 giờ, có khi tới 12 giờ, thậm chí là 1 giờ sáng các bạn. Những hôm nào mà wifi ở các khách sạn yếu là mình làm việc luôn tới 1 giờ sáng, sau đó lại 7-8 giờ sáng mới thức dậy đi làm việc tiếp. Rồi, một số món súp bò viên mực à, nói chung là có đồ nướng để ăn à, đó. Giá nhiều thôi. Đây là 10 bạc các bạn ha, học cuốn truck. Rồi đằng đây bán một số trái lụ. Đây trái lụ. Mấy người mua nhiều nó buồn. Bán thơm, bán dưa hấu, bán xoài. À không phải các bạn, đây là ổi, ổi nhụm xanh nè. Thấy cổ buồn buồn. Chắc lát mình sẽ quay lại ủng hộ. Không có người mua các bạn. Và thị trường mới 8 giờ các bạn thấy nè, đó. Rất nhiều người bán mà người mua người ăn đây không có nhiều. Rồi đằng kia mình nghe tiếng nhạc. Ồ, đi tới đây chúng ta thấy massage. Rất tiếc là hôm bữa ở Chiền Rai massage mình lại không thích, nó thất bại, nó thất vọng. Cái này massage không biết bao nhiêu tiền. Massage. Oh, wow, cả một dãy massage luôn. Đây các bạn, không biết có đạt hay không nữa. Foot massage, massage chân. Đây, đây cũng là cái món đùi heo kho nữa các bạn. Ở đây cái món này họ bán nhiều ghê. Giá là khoảng độ 45-50-55 bạc các bạn nha. Mình thấy cái phần cơm đó hồi chiều này mình ăn ngon. Ở đây cô này chắc theo Hồi giáo rồi. Ở đây là bán cái gì đây? À, bánh chuối, bánh chuối. Ok, có tiếng nhạc. Massage nhiều lắm các bạn. Rõ ràng là người Thái rất là tận hưởng massage ha. Cũng khá giống mình, qua Thái mình sử dụng massage rất nhiều. Đây bán bánh bao. Bánh bao, bánh bao. Họ mới viết bằng tiếng Thái là tiếng pasta with chicken inside 50 baht. 50 baht. Cái này không phải bánh bao, này giống như dạng sủi cảo. Rồi 50 baht. Đây nguyên xe sầu riêng. Sầu riêng. Đó, bắt đầu một số người dọn hàng về. Không biết là cuối tuần nó có thay đổi hay không nữa. Đó. Nãy giờ mình uống chưa xong ly sữa đậu nành. Mình vẫn chưa uống xong. Đây hồi chiều mình ăn ở đây nè các bạn. Hồi chiều mình ăn chỗ này ngon nha. Này chỗ này nè. Chỗ này ngon nè. 50 baht. Sawadikrap. Đi chút xíu nữa chúng ta lại thấy cái 7-Eleven. Rõ ràng cái 7-Eleven rất là nhiều. Rất nhiều. Đây cái xe này chống nắng cũng rất là tốt. Thấy không? Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông già, chiều giang tay nghe nắng chan hòa. Bán một số đồ ăn, món chiên, còn ở đây không biết là món gì cũng 50 baht. Giống như món mì xào, có món nước. Món gì nữa. Trời. Ủa, uống hết chưa? Ok, cọc cuốn crop. Ở đây 5 baht, 10 baht. Chắc là một xiên đó các bạn ha. Bò viên 10 baht.
Nói thật lòng là có lúc mình cũng hơi muốn lười biếng đó các bạn. Khi mà cảm nhận được cái vậy không có đông á thì đi ghi hình mình cũng hơi lười biếng. Đông đông vui vui á, cỡ như kiểu ở chợ Chiền Rai sẽ rất là ok. Rồi ở đây một số mắm xúc xích bò viên. Dạ. Yeah. Rồi ở đây cũng là sữa đậu nành. Rồi hình như là bánh flan thì phải, rau câu. Y chang, đây là món dầu cháo quẩy với lại bánh tiêu. Trời nãy giờ mình không biết mình có nói lộn không nữa. Dầu cháo quẩy với bánh tiêu các bạn ha. Tính ra các bạn thấy không, hàng rất là dài. Thực sự là cũng có người ăn, có nghĩa là họ mua xong họ mang đi, nó không có được đông như kiểu bên chợ đêm. Ý mình nói là chợ như là khu phố đi bộ á, dài lắm nha các bạn. Đó các bạn thấy nè, suốt đằng kia luôn. Đây cũng là bánh chuối nướng. Rồi đây đang làm, chắc đang làm cho ai đó đây nè. Bánh chuối nướng nữa. Ok, cũng giống nhau thôi. Ở đây bánh chuối nướng cũng 50 bạc nha, không có rẻ hơn Bangkok. Sawadikrop. Rồi tiếp ở đây thấy có chai nước tương, hình như bán hủ tiếu. Rồi sắp dọn vô rồi, không thấy cái gì hết luôn. Các bạn cùng mình đi ngắm cảnh ha, thị trấn biên giới. Rồi ở đây họ bán ba cái salad các bạn. Salad. Salad với sốt đó, mayonnaise. Tiện ha, hỏi phải làm gì hết cứ đi mua ăn thôi. Rồi xa xa chúng ta lại tiếp tục thấy quần áo. Coi vậy nãy giờ mình đi bộ cũng khá dài á. Một ngày tính ra mình đi bộ cũng khoảng độ từ 5 tới 10 cây số, có thể hơn. Đây, những cái quần này không có ghi giá. Ở đây mấy trang phục này ghi là 50 baht, 50 baht. Cũng là cố gắng mưu sinh. Các bạn nghe tiếng mình khàn không? Có những lúc thực sự mà nó nói rất nhiều nghề này. Nói từ sáng tới tối. Rồi đằng kia bán dưa hấu. Mình đi bộ mà tuốt từ gần cái khu chợ biên giới ngay gọi là ngay cửa khẩu đó. Đi bộ về gần tới khách sạn luôn. Đây bán dưa hấu, bán bưởi. Bưởi thì bưởi ở Thái ngon các bạn nha, có độ chua ngọt, không có bị đắng. Tuy nhiên nó không hề xuất sắc hơn so với bưởi da xanh của miền Tây chúng ta. Và bưởi năm roi của chúng ta cũng cực kỳ ngon. Bưởi năm roi chúng ta tuy rằng cái tép nó mỏng, tuy nhiên nó mọng nước và nó ngọt. Cái này giống như bán hoành thánh thú xíu thôi, xa xíu. Đây, đó, hủ tiếu mì có đủ nha. Rồi, kế bên không biết bán cái gì. Kế bên là bán cơm gà 45 baht và 55 baht tới 60 baht tùy các bạn ăn. Bữa ở đây thì mình ăn 2-3 lần mình thấy ngon các bạn. Thực ra thì trái cây của họ có điểm mạnh, có điểm mình cũng không thích. Như chôm chôm của họ thì phải nói là cái thịt rất là dày, ăn rất là ngọt. Tuy nhiên nó lại thiếu một cái độ gì đó, nó chua chua thanh thanh. Xoài của họ cũng ngon. Đây cũng bán sữa đậu nành nữa các bạn. Như lại mè, bánh tiêu, bánh dầu cháo quẩy. Mình quay lại xoài ha, xoài của họ thực sự là ngọt, xốp, mềm, thơm. Tuy nhiên nếu mà so về độ thơm á, thì xoài cát Hòa Lộc của mình cảm thấy là thơm hơn. Của mình có cái độ cát hơn, có chút xíu cái dư vị chua nhẹ.
nếu mà ăn cái trái nó vẫn chưa hoàn toàn chín hết hoàn toàn 100% lên tới mùi, thì mình thấy là cái xoài cát Hòa Lộc của mình thực sự là xuất sắc. Mình từng ăn xoài của Miến Điện là Myanmar rồi thì cũng được, cũng thơm. Xoài ba Campuchia thì ăn nhiều, riêng về xoài của bên Lào thì mình ăn trái xanh xanh, vẫn chưa ăn trái chín, không để ý, lâu quá rồi. Đây bán cà lem, ở đây là 25 baht, 25 baht tới 59 baht. Đó, nó có cà lem luôn nha, có đủ đồ ăn chơi hết. Thái này không thiếu cái đồ ăn gì hết. Cây cây kèm. Chuẩn bị dọn hàng rồi, vậy tới sắp tới khách sạn chưa? Rồi các bạn, đó, đi chút xíu về tới khách sạn rồi đó. Rồi, rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Một chút thông tin về thị trấn Me Sai, vùng biên giới. Thời điểm hiện tại là khoảng độ 8 giờ 15 phút tối. Trước khi về các bạn ơi, cuối cùng mình cũng ăn một món gì đó nha. Đây là món hoành thánh. Mình gọi thêm một quả trứng, rồi chút xíu thịt xá xíu nữa. Cái này có giá 55 baht, là 60 đi, là tương đương 40.000 đồng các bạn. Ở đây có thêm chút xíu ớt. Rồi, chắc phải chụp cái hình, rồi sau đó mình sẽ ăn nha. Thấy cái món này khá bình thường, không biết như thế nào đây. Đây, mình mang phần hoành thánh các bạn. Đầu tiên là phần nước lèo nha. Nước lèo này khá giống với phần nước lèo hoành thánh ở Việt Nam, hơi giống kiểu người Hoa ở Sài Gòn các bạn. Người Hoa Chợ Lớn nha. Cái phần nhân bên trong hoành thánh ngon, cái phần hoành thánh bên ngoài cái vỏ nó không có bị sực, nó không bị khô á. Nói chung có hoành thánh cũng ngon luôn. Tuy nhiên cái cách họ làm á, nó cuộn lại không đẹp. Cái phần thịt xá xíu thực ra là giống như thịt luộc, nhuộm thêm chút xíu màu, còn trứng bình thường các bạn. Cơ bản là cái tô này bạn thấy ngon, nhớ về Sài Gòn. Đây, gia đình có thể là liên quan người Hoa rồi. Ồ, đi xíu hỏa đỉnh à. Người Hoa.